nhìn nó thích rồi. Không khí đang động vàng. Để hoan chất đi. Dạ. Em có một loại này. À, loại này là bánh gạo cuốn xúc xích trước có. Ờ, chúng ta biết. Loại này là tteokbokki truyền thống. Có đi ngang xuống cái đoạn phố đi bộ mọi người. Và hôm nay bán được không? Ế hả? Đầu hũ truyền thống hả chị? Dạ. Đây là đầu hũ trân châu đường đen. Vâng, các bác chị, đây là phố đi bộ. Đây là trong tối ngày hôm nay, tối ngày nhân kỷ niệm. Đi càng về dưới này thì âm thanh nó đỡ ồn hơn. Ở dưới đây có cái món trời nhìn ngon dữ. Năm 2 hả? Cái nhỏ năm 2 anh biết nó chỗ tụi chuẩn bị kêu thùng lên đi ơi. Anh ơi. Rồi, cảm ơn. Chào cậu. Hello. Yeah. Anh quay chút xíu nha. Một dòng một tó này. Loại này bánh gạo cuốn xúc xích trước có. 15 ngàn đi. 154 quả này. Cái này gọi là gì ạ? Dạ, cái này là gọi là tô kỳ phô mai à, những phô mai à. Dạ. Một kẹp gạo to này. Này là mình bỏ lên cái lò nóng rồi đúng không? Dạ, do lò hầm nóng à. Hầm nóng. Tất cả nhập khẩu với hàng bên Hồng Kông đó. Rồi, một là một tó này. Mập quá ấy. Lò này là tteokbokki truyền thống. Tteokbokki bánh gạo truyền thống. Nhưng mà nó giống nhau, nhìn giống nhau không? À, cơ mà, cùng một bánh gạo. Bên này là những con mái thôi. Rồi, nên nhìn cùng là. Một nấm sò một cái này. À, một nấm sò hai cái này. À, được, bên này ăn xong rồi em một cái gì đó. Cái này là 29 ngàn là mình tính như sàn như nào ta một ly hả? Dạ đúng rồi, một cốc là chị nhìn nè. À, một cốc 29 ngàn. Rồi con lái ra nữa nó đây mình còn phải thật. Dạ, cảm ơn chị. Dẫn người một đến chị người bà đấy à? Cái này chắc cái là đông rồi. Rồi một đến chị quá đấy à? Phiếu một nắm chìa khóa đấy rồi. Phiếu khóa em có phải em không? Em có phải là một nắm chìa đó, em hai tóc đứa thổng đó nha. Em là một nắm sậu. Hả? Một nắm sậu. Một nắm sậu à? Sậu đấy. Một nắm sậu. À đúng rồi. Một nắm sậu rồi. Hai tóc đứa thổng rồi. Một nắm sậu. Một cái này. Ly như vậy là 29 ngàn. Hai một cái này. Có phải một cái khó lắm đấy. Tiệm. Rồi, cảm ơn anh trai nhá. Cảm ơn chị nhá. Không gian đây còn rất là nhiều quầy khác mà mọi người. Và đây đây một kỳ rất là đông. Có hai loại truyền thống mà là phô mai. Một ly như vậy là 29 ngàn. Đây có quán chè thì đặc biệt chè hạt sen 15 can. Cái không gian đi bộ này là một những không gian mà mới mở cho nên là còn mọi người đi rất là đông. Và khi nãy mình có đi ngang xuống cái đoạn phố đi bộ mọi người. Và
cái đoạn cầu Vũ Linh cũng rất là đông luôn. Tối ngày hôm nay thời tiết rất là đẹp, cho nên là mọi người ra đường đi chơi, khám phá ẩm thực. Này hào nướng hải sản rất là ngon. Hào nướng 5K. Hào nướng 5K hả? Nướng tóc pin. Nướng tóc pin. 5K là như thế nào, gọi là 5K ta? Dạ, hào nướng mỡ hành đấy. Hào một cái là 5.000 à? Dạ. Hào nướng chẳng ba. 7K. 7K. Ba con cá chỉ vàng 10.000. À, là con 3.300 hả? Đó, một con 3.300. 3.300 rồi. Một phương đi. Người ta mua con bán được không? Ba nghìn ba, em đưa ba người con cắt cổ cho em con. À, cái đấy là quyền khách đúng không? Dạ. Em có một bữa đấy. Nhìn hết giống. Bắt tuộc tuổi ní hết hàng sớm. Hết hàng rồi. Dạ. Rồi bắt tuộc tươi, báo tươi báo vô. Hết luôn, không còn con nào luôn. Dạ, hết bắt tuộc. Nhìn cái món này mà không ăn cũng khó rồi. Trừ những người làm là hơi mệt chút xíu thôi. Thích thì nhìn nó là thích rồi. Không lên nè, phải rồi. Không khí đang tốc vàng. Chào bóng ấy. Ừ, thì thôi. Cái này hầu hầu nướng hầu chân bạc. À, hầu chân bạc mình lấy ra nướng chân bạc. Dạ, hầu nữa đó. Đây. Hầu nướng chân bạc. Mình lấy ra trên đấy. Full bàng luôn mọi người. Sắp tới đặt bàng mà hết bàng rồi. Mình thấy nhiều quầy nhưng mà quầy này là đông mọi người nhất. Đấy rất là đông. Trước khách sạn là đông mọi người. Hầu nướng 5K mà. Anh ơi. Hả? Cho em 10 con thịt mỡ hành, 10 con phô mai với 9 con cá chi vàng. Ờ, em mang đi. Hơi lâu ấy. Hơi lâu hơn. Rồi em đừng bên đó, thì có sống có gọi em con này. Vào mỡ hành mọi người đó. Cái mỡ hành này mình vào ban đầu luôn hay là nướng một chút rồi mình mới vào? Mình nướng trong cho nó săn lại chút xíu. Dạ. Có mê mà không ăn. Cũng đủ. Rồi, rồi năm anh em cho chừng chiếc ăn anh chị em ạ. Cho thêm con cua mai này nữa. Cái gì? Cua mai này đấy. Cua mai này. Cua mai này xong nó khách về này. Cua mai này. Mà con mà nhìn đây mà không mua ăn thì chỉ có đâu ăn rồi. Để cua mai này đâu? Để cua mai hiện mai bảo nào khách thịt nhé. Con mở hành thôi. Mở hành sao thế? Đây. Đây là có mấy cái không gian nè, mấy cái quầy bán hàng thế này mà cá viên chiên vừa có rất là nhiều ẩm thực để mọi người khám phá luôn. Chè Huế về hồ bé là 21 quầy nướng. Sẽ đây có món gì? Cháo
đậu hũ truyền thống hả chị? Dạ. Đây là đậu hũ trân châu đường đen. À, đậu hũ trân châu đường đen. Okay. Nhìn thấy ngon á. Còn đây là thầu đường gừng để làm cái gừng á, anh phải xế gừng bằng khe đấy. Ok, thấy đặc không? Dạ. Đặc như mực á. Dạ dạ đúng rồi, cho con trời vô. Ba món gì vậy? Dạ. Ba món gì nữa? Dạ. Ba món gì đây nữa? Dạ, kém cuộn Thái Lan ạ. Cái gì? Kém cuộn Thái Lan. Kém Thái Lan. Dạ. À đây đấy hả? Dạ. À, anh có thể vô quay xíu được không? Dạ được, anh thoải mái lắm ạ. Đây là hấp dẫn đấy. Cây bàng à, dạ, lá bàng hả? Dạ lá bàng á. À, mình sao thấy cái hồ tiếp nó đang như thế này đâu. Bẻ theo mẫu á. Đó theo mẫu. Mình trưng bày bán hả? Không bẻ là 300. 300. Dạ. Mà một công vệ là có 100 ngàn hả? Xin chào. Đây là cái không gian nghề truyền thống đó mọi người. Chào em. Cái lá sen à? Dạ, cái hộp này là em làm bằng hộp gỗ, xong cứ ốp lá sen lên là những nghệ nhân vẽ. À, hộp gỗ. Nhìn bên ngoài có cái lá sen à, ốp lá sen vào đây. Đây là một vài cái trưng bày phía trước.